Đây dạng thạ Nhật nha bè con. Dạng thạ Nhật. Mình bây giờ là tổng số bãi là 600 ngàn chậu nha bè con. Hôm nay cái này chào bạn. Dạ cũng ra ra anh à. Hoa mai như thế này là bao nhiêu một cây? Dạ hoa mai là từ 2,5 triệu, 3 triệu. Mà bây giờ giảm còn có 1,5 triệu à, 1,2 triệu mà không có người mua luôn. Nó nổ banh xe chành luôn. Giờ khóc hay cười chị? Cười lên. Cái hoa cúc này bao nhiêu một chậu em? 250 hả? Ồ. Còn hoa cúc bên này. Ủa sao rẻ vậy? Ồ giá rẻ mà không ai mua hết. Thấy không? Bán bông không được. Lỗ. Lỗ vốn là về đợt này phải đi trốn nợ. Chứ không có làm gì mà trả nợ được cái bông rồi thôi chứ đâu có bán được. Dạ, Tô Lê xin kính chào cô chú anh chị và các bạn khắp nơi. Hiện tại Tô Lê đang đứng tại Hội Hoa Xuân tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Nơi này thì nó cách trung tâm của thành phố Nha Trang khoảng hơn 60 km. Và ở đây là địa chỉ là thị trấn Vàng Giả thuộc huyện Vạn Ninh. Hôm nay chỉ còn có 2 ngày nữa Tết thì Tô Lê muốn quay cái cảnh quan Hội Hoa Xuân tại quê hương Tô Lê đang ở cho cả nhà mình cùng xem. Nhất là Tô Lê muốn gửi đến những cô chú anh chị và các bạn xe quê Tết không có về quê ăn Tết được á, thì cũng xem được cái cảnh quan là Hội Hoa Xuân năm nay tại huyện Vạn Ninh nó như thế nào. Rồi bây giờ Tô Lê đi vào bên trong nha. Góc bên này là hoa thược dược cũng khá là đẹp. Tình hình hoa năm nay có vẻ là hơi vắng hơn những năm trước. Em ơi, chiều giờ bán nhiều không em? Ế lắm hả? Sao thấy hoa năm nay đẹp quá hả? Dạ. Nhà chị ở xa lắm, chị cũng mua trong xóm, chị ủng hộ trong đó rồi. Sáng nay mẹ chị có ra ngoài này mua nè. Cái hoa cúc này bao nhiêu một chậu em? 250 hả? Ồ. Còn hoa cúc bên này. Ủa sao rẻ vậy? Ồ giá rẻ mà không ai mua hết. Giờ làm sao em? Chờ người mua để thấy người ngồi bán. Mong là cô chú anh chị và các bạn đến Hội Hoa Xuân mua giùm á. Thường thường á là ở mình á, quê mình á là 29-30 mới mua. Đúng rồi. Chắc là vậy. Giờ rẻ. Ồ cô nè. Bữa giờ bán được bao nhiêu chậu? Mới ra được 10 chậu. 10 chậu. Đó. Không mà hoa đẹp thiệt, năm nay hoa đẹp quá chừng luôn nè. Ôi, hoa đẹp quá. Ngay từ cái cổng Hội Hoa Xuân á là cô chú sẽ thấy hai bên là hoa cúc. Hoa cúc năm nay quá đẹp. Tới ủng hộ em gái tên gì em? Dạ Trinh. Trinh. Đây ngay cái cổng của Hội Hoa Xuân là cái hàng hoa cúc của em Trinh. Mong là cô chú anh chị và các anh em đến ủng hộ em nha. Mấy bữa nay ngủ ở ngoài này chắc lạnh lắm hả? À. Bên này cũng... Ủa bên này có phải của em không? Của em chỉ bên này thôi. Rồi chúc... À. Hoa thực dược là của em luôn hả? Thôi chúc em gái bán đắt nha. Hoa cúc vẫn còn khá là nhiều. Năm nay thì hoa bán không phải là tập trung ở một chỗ này mà nó có nhiều điểm lẻ nữa. Ngày hôm nay bán đỡ không em? Ế lắm hả?
Ô, tình hình này sao thấy năm nay bông bây giờ mà cũng còn khá nhiều ha. Em ở đâu tới đây bán? Ở đây hả? À. Hoa giấy đẹp quá. Ô, sao cái quầy hoa này đẹp dữ vậy nè hả? Đúng vậy không? Đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá. Chủ bán hoa là ai đâu? Hả? Em cho hỏi thăm xíu đi. Hoa này bao nhiêu một chậu? Dạ, hoa đây rồi em bán từ 500 mà giờ còn có 300 ngàn rồi chị. Mày cũng 500 mà giảm 300 luôn. Giảm 200. 500 mà giờ còn có 300 nè. Nói chung là chỗ hoa năm nay chắc cũng nhiều người ra đi lắm đó chị. Dạ. Ở trong kia còn nguyên mãi luôn, không ai bán được cái gì hết luôn chị ơi. Chào em gái. Dạ chào chị. Em gái xinh đẹp. Chiều nay bán hoa như thế nào em? Dạ chợ hoa tình hình khó khăn không chị ơi. Là cái gian hàng hoa của em từ góc này quay bên này luôn hả? Dạ quay bên kia luôn rồi chị, còn nhiều lắm. Hoa mai luôn này. Hoa mai hoa đèo nó nhiều lắm á chị, quay một bãi bên kia luôn. Rồi hoa giấy thì khoảng bao nhiêu một chậu em? Dạ hoa giấy cho con, là con bác mua nè. Em bán từ đầu là 5 triệu, bây giờ em giảm còn một nửa tiền là tiền cây luôn á, là còn 2,5 triệu thôi. Dạ, từ 5 triệu nhưng mà hàng rất là đẹp luôn. Bông em nhập chỗ uy tín. Mà còn mấy cái chậu cúc nhỏ nhỏ này em? Mấy chậu cúc nhỏ thì bây giờ em bán xòe xẻ luôn 80 ngàn một chậu. Ô sao tình hình năm nay chắc lỗ quá trời. Dạ đó chị thấy không, bông còn nhiều lắm, người ta không có người đi chợ chị ơi. Đi lòng vòng là chị quầy hoa kia mà nói tên gì em? Dạ giờ về hoa Minh Thượng á chị. Minh Thượng ngay từ cái cổng mà hội hoa xuân đi vào là thấy một gian hàng. Dạ vườn Minh Thượng á chị. À, hoa mai như thế này là bao nhiêu một cây? Dạ hoa mai là từ 2,5 triệu 3 triệu mà bây giờ giảm còn có 1,5 triệu 1,2 triệu mà không có người mua luôn, nó nở banh xe chành luôn. Trời ơi, hoa mai năm nay nó dạ, nở chị thấy không? Chành luôn. Người ta bán hoa mà không có tiền về xe luôn chị. Ủa gì đâu luôn. Mà bông mai đâu có xấu đâu, bông mai cực kỳ đẹp luôn mà không có người đi chợ. Nói gì thấy không, đẹp không, bông mai đẹp nữa, đẹp ơi đẹp. Trời ơi, em tôi nó xinh gái như thế này mà nó đứng nó bán hoa mà cũng không có người. Dạ, không có người đi mua luôn mà. Tình hình mà mỗi năm, năm nay nó khó khăn quá. Bà con ta bán bông. Rồi, ban đêm á là ngủ ngồi trời như thế này nè. Đã chị, mỗi người một cái liều. Em có ngủ ở đây không? Dạ, gái em cũng ngủ ở đây chứ ngủ ở đâu chị. Đó. Trời ơi. Ngủ ở đây là em ngủ từ bữa nào vậy biết? Dạ em xuống là từ ngày 19 là bắt đầu thẻ bãi xuống đây, là đến nay là 10 ngày, hơn 10 ngày. Nằm rồi. Tại chỗ này luôn lạnh lắm hả, ban đêm á? Dạ ban đêm lạnh lắm. Ôi. Ban ngày thì nắng 30-40 độ mà nó muốn chết. Sao cái gian hàng hoa của em nó nhiều dữ vậy nè? Dạ nói mấy chung anh là em bán luôn hả? Hay dạ là nói chung là dạ nhiều gia đình, mấy hộ gia đình bán chung với ở nhau. Ở đâu đến đây bán rồi biết? Thì em đây là mấy anh chị cũng dân mình đây rồi cá ở Bình Định đồ vô nữa nè anh ạ. Bình Định vô luôn. Dạ đúng rồi, Bình Định là vàng mai. Ví dụ như cái hoa mai này thì bao nhiêu tiền? Cái mai này từ 3 triệu mà giờ còn bán còn có 2 triệu mấy nè. Giảm lấy cái tiền gốc lại thôi à. Trời ơi. Sao thấy mấy người bán hoa mà buồn thiêu, tôi cũng buồn thiêu luôn. Dạ đó chị thấy không, ngày 28 Tết rồi mà không có người đi mua luôn. Đúng là tối nay 28 Tết đó bà con cô bác ơi. Ở đây chợ hoa vắng, đại khái là vắng hơn những năm trước ha. Mấy vắng hơn nhiều á chị, dạ vắng hơn không nhiều hiểu lý do tại sao mình gian hàng ở chợ cũng vậy luôn em. Vắng lắm, nói chung là vắng hơn cái xưa bằng một góc. Là hồi cô xưa. Bác anh chị ở xe ở đâu trong huyện của mình, Ninh Hòa hay Nha Trang, chạy ra bạn nên mua giùm ha. Dạ nói chung là ghé ủng hộ cho mỗi người một chậu nó cũng hết rồi, đừng có đợi đến 30. Bà con người ta cũng kiếm đồng tay về đợi đến 30 người ta khổ lắm. Trời ơi thương quá đi. Còn bên này có phải của em không? Dạ không, bên này của người ta bán không được, người ta chuyển ra chị à. Ta chạy đầu này, chạy đầu nọ, người ta rải ra, người ta bán, kiếm được đồng nào. Bên đơn, chỗ này dạ, không bán rồi. Không được, xong ta rải ra. Dạ đúng rồi, người ta phải chuyển. Em ơi, nhiều, không mua hoa, đứng ngồi đây ngắm hoa không ha? Dạ. Ồ, cái hoa đào nè. Hoa đào rồi, giới thiệu luôn đi, giới thiệu hoa đào vô chậu. Hoa đào đây là hoa đào em chở từ Hà Nội vô nè. Mẹ từ bán từ 4 triệu. Mà giờ còn cái 1,5 triệu luôn, giảm xuống 1,5 triệu luôn. Thường thường á bà con ở đây ban ngày này rất là nắng,
Mẹ đa số là đi mua ban đêm. Mẹ ban đêm lại hoa vắng như thế này. À, bây giờ bán còn có 500 ngàn cây đèo luôn á. Cây đèo 500 ngàn hả? Dạ đó, cây đèo giờ 500 ngàn á, bán luôn đó. Ồ, rồi, chắc ngày mai chị sẽ... Dạ, đúng rồi, bây giờ mình chơi được cái gì mình cứ chơi, tụi em giờ bán lỗ hơn. Chú sao chú? Cái này chị ơi, nụ cò này chị. Nụ đây này, coi lụ chứ đừng nhẹ ra, đợi tàn. Trời nó nắng mà chị. Ồ, cái cây này là bao nhiêu? $500, sao nó rỉ dữ vậy? Chết rồi, để về gọi mẹ chị đem mua mấy cái cây hoa đào này nè. Chị nghe tiếng giọng em nói nè, giống như ở Tuy Hòa. Dạ, bán mai hả? Em là Bình Định hả? À. Chúc mấy em bán đắt nha. Từ đây tới mai là cho bán sạch hết luôn nha. Ô, hoa rỉ quá trời luôn. Được ông xẻ chở đi mua hoa nè. À, 6 triệu bây giờ còn 3 triệu á chị. Chở về đâu? Dạ, chở về nhà vườn. Nhà vườn ở đâu? Thì nhà vườn ở khu của tụi con chứ đâu, mua từ Hương Yên luôn á. Hương Yên chở đèo với chở đây vô, từ Hương Yên chở vô bữa diễn nè, vô bãi trong Nha Trang nữa. Cái này bưởi không? Dạ đúng rồi, chở đi xe nó rớt á chị à. Bao nhiêu một cây bưởi này em? Dạ cái bưởi đây là từ 5 triệu, giờ em hẹ xuống 3 triệu rưỡi là bán để lấy cái gốc lại thôi, lấy tiền gốc lại thôi. Mà. Dạ, đó là bưởi diễn á chị à. Đẹp quá. Rồi bà con cô bác ghé ủng hộ dùm chợ Hoa Xuân ở Vạn Ninh nha. Vắng tanh. Nói chung là 28 Tết rồi mà vẫn như gì là bà con không có tiền về xe luôn. Mẹ Tuyền thuê bến bãi keo nữa. Thuê bến bãi keo lắm. Về một bãi như gì cái 1 triệu lần. Tiền vận chuyển nó cũng cao nè, tiền đều mình thuê bãi nó cũng cao nè, cái gì nó cũng cao nhưng mà dân mình nó đói quá mình bán không. Nói chung là dân khó khăn quá. Vắng quá, mấy anh em đang ngồi uống nước trà kìa. Em trai đẹp trai. Dạ. Năm nay bán như thế nào rồi em? Sáng giờ bán được không? Bé không được chị ơi. Bé không được, bông nó còn nhiều như vậy nè. Bữa giờ bán được không mấy chục chậu rồi? Được năm chục chậu rồi. Dạ hả? Mình ra cái hội chợ hoa này là mấy ngày rồi? 8 ngày rồi chị à. Ồ. Trung bình mỗi chậu như thế này là bao nhiêu tiền em? Thì 350. Là giá bán luôn chứ không có giảm phải không? Dạ, dạ. Lúc đầu 350, giờ giảm luôn 250 bán với vốn mà. Trời ơi, sao năm nay hoa chắc lỗ quá hả em? Dạ lỗ. Quá trời hoa luôn. Chị mua trong xóm của chị ủng hộ trong đó rồi. Mẹ dạ. Hoa không có đẹp như ở đây. Dạ. Đường này rộng thênh thang, người đi mua thì không thấy. Rồi hoa ế quá rồi ngồi. Hoa ế quá. Chợ hoa năm nay cũng được tập trung tại
sân vận động của huyện Vạn Ninh. Tôi Lê chỉ mới đi có một đoạn tí xíu thôi nha. Bây giờ mới là đi vào cái cổng của sân vận động này, trong này hoa khá nhiều. Về phía đầu bên kia cũng khá là nhiều hoa. Tôi Lê nhìn xe thì thấy hoa mai quá trời luôn. Đây, mấy anh em bán hoa vắng vẻ quá cho nên ngồi tán dóc qua trước này. Đây là bà con cô bác đi dạo hoa thì nhiều chứ mà người mua hoa không có. Là bạn mình đứng đây nè, bạn đứng đâu? Rảnh rỗi luôn á. À mình đang tiếp như vậy nè, lộn ở trước sân này. Lúc nãy giờ chị dạo á là chị thấy cái gian hàng hoa của em là điểm nhất luôn á. Đúng. Em gian hàng hoa em tên gì? Em tên là chị. Em tên là Nguyễn Quốc Thắng chị. Ngay cổng sân vận động luôn. Dạ dạ. Chào chị. Em có thể giới thiệu về cái hàng hoa của em năm nay bán như thế nào? Cái hàng hoa của em là năm nay em nhập về tầm 400 mấy chậu đó chị. Đây là em là cúc đại đó, nhưng mà về cái số lượng bông như này là nó quá đẹp luôn ha. Thì nó quá đẹp rồi. Cái này mình chủ vườn hay là mình đi mua lại vậy anh? Em nói chị là em là dân buôn. Em cũng dân gần đây, gọi là dân địa phương đây chị. Ủa em là dân Vạn Dễ. Mình có đập chậu không anh? Không, làm gì có. Nếu mà bán không hết thì em có thể em chùa hay là em tặng những người thân của em. Em mà không có cái em không bao giờ em có cái thói quen mà em đi em đập chậu hay không, về không rồi cái, đó. Cái mức tiêu thụ hoa năm nay có thể là hơi chậm hơn. Nó chậm lắm chị, nó chậm cực kỳ chậm chị. Còn tối mai và tối mốt em hy vọng là những cái gian hàng hoa này của em nó sẽ sạch hết. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều. Nhưng mà em nói thiệt là cái vàng bông của em là em bao đẹp mà bao rẻ nhất ở thị trường cái thị trấn mình luôn á chị. Rồi, có thể giới thiệu cái chậu hoa như thế này là bao nhiêu tiền em? Đây này chị. Cái chậu bông em là bây giờ em bán rồi là em bán cái giá là 600 chị. Hay là 600. Tụi em cũng phơi nắng phơi sương. Nói chung chỉ được tầm bây giờ nói chung là lời vài chục ngàn thôi chị, nhưng mà chỉ còn cái lời ít hoặc là có thể là rất ít luôn em cũng có thể bán đúng không? Dạ, cái vấn đề là chủ yếu em thích. Em không còn cái vấn đề là quan trọng là lời bao nhiêu hay lãi bao nhiêu, nhưng mà vấn đề ở đây á là em gặp chỉ đúng những cái người chơi hoa thôi á. Em không biết là vấn đề là cái khách ở đây là khách giàu, cái khách mà cả tiền khách hay khách không có tiền. Nhưng mà chỉ đúng những người mà thích chơi hoa thì cái giá nào tụi em cũng bán hết chứ. Ok. Không bao giờ quan trọng về cái giá bán. Em hy vọng là tới mai tới mốt là cái gian hàng hoa của em nó sẽ bán rất là đẹp. Dạ dạ dạ. Em cũng mong như vậy chị. Có rất là nhiều chậu hoa đẹp lắm luôn. Chị nói thiệt. Dạ. Đây, cái như cái chậu này nè. Chị cứ coi thử đi, những cái vàng bông của em là hơi bị đỉnh đấy. Đẹp quá trời luôn nè. Ngay cái góc cổng của sân vận động của huyện Vạn Ninh, cô chú nhìn qua thì sẽ thấy gian hàng hoa của em Thắng. Ở đây là hoa cúc, hoa đại đố, quá đẹp. Cái đây bông của em là bông đại đố, không đối diện sân vận động. Dạ. Anh chị em nào có nhu cầu thì cứ tới. Đúng rồi. Vé này con bán, chỉ cần em thích những người mà gọi thật sự chơi hoa. Không bao giờ gọi là mắc đối với cái dòng bông của tụi em. Đúng rồi, cảm ơn em. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn em. Chị. Rồi, cảm ơn chị.
1 triệu rưỡi cho đến 3 triệu một cây mai. Đeo coi vậy chưa? Dạ tầm 1,5 triệu hả? Ừ, vậy dạ. Hả? Tầm 1,5 triệu cho tới 3 triệu một cây hoa mai như thế này. Mấy cái hoa này nó chưa nở nhưng mà nó rất là nhiều nụ nha. Bà con ghi ủng hộ dùm mà những cái gian hàng hoa mai hoa cúc ở đây. Mấy em than thở quá trời luôn ha. Đây, Lê Tố Lê để đi vào bên trong sân vận động. Tình hình hoa hôm nay vào tối 28 Tết còn rất là nhiều hoa. Đây là cái khu vực gọi là hội chợ hoa. Hội chợ hoa xuân của năm 2024. Chào em. Em bán hoa ở đây hả? Dạ. Chào chị. Nói gì nói. Còn xong luôn, vậy luôn. Em ơi, tình hình hoa năm nay nhà mình bán có đỡ hơn năm trước không em? Năm nay cũng ít khách chị à. Dạ hả? Khách đi dạo nhiều chỗ mua ít quá. Đi dạo giống như chị không? Giống chị á. Người đi dạo đẹp gái không à? À. Thôi thì bây giờ bán hoa ế nhưng mà ngắm người đẹp gái xinh cũng được rồi. Không, cũng bất ổn quá. Ngày nay bán được bao nhiêu chậu rồi em? Mấy chậu rồi chị ơi. Ồ, quầy hoa của em là tên gì? Chưa đặt tên. Nhưng mà ví dụ như người ta muốn mua hoa cúc của em, chị giới thiệu thì tới để tìm cái quầy hoa tên gì? Ngay anh... từ cái cổng đi vào phải không? Anh Mập. Anh Mập. Ủa sao thấy ốm nhôm mà đặt anh Mập? Đặt tên cho nó Mập lên chứ. Ủa thì đây anh Mập là anh đây đúng không? Sáng mai chị sẽ đăng cái video này sớm để cho bà con ở nơi khác có thể tới ủng hộ cái hội hoa của mình. Cô bác bà con tới ủng hộ bông. Là cái quầy hoa của mình dọn tới có nghĩa là tới đây đã bao nhiêu ngày rồi em? Bữa 20 rồi chị à. 20 là bữa nay 8 ngày rồi hả? Dạ. Mà thấy hoa năm nay hơi chậm ha. Dạ chậm quá ha. Rồi chúc em bán đắt nha. Dạ cảm ơn chị. Ốm nhôm mày đặt tên Mập. Cho anh lên ký vớt chứ. Dạ. Tình hình hoa năm nay tại sân vận động Vạn Ninh. Lúc đầu mới bước vào cổng thì tôi Lê cứ nghe ai cũng than là chậm quá, ế quá.
Ồ, vàng hoa nó trong này đẹp quá. Ồ, cái hoa này cúc kìa mà đẹp vậy em. Ồ, đẹp quá. Bao nhiêu một chậu em? Đây 55. Đây đúng không? Dạ. Đây nè. Bao nhiêu tiền một chậu chị? 25 ngàn 2 chậu. Ồ, quá rẻ, nó hệ giá luôn ha em ơi. Chậu đây có 5 một mặt nè, nó dày nè vừa thôi. Nè thì em được cái chậu đi đe rồi nè. Cái chậu đó em xài gì á? Đó này 20 quay. 20 ngàn 2 chậu được không? Không có được. Lỗ quá lỗ rồi. Nó lỗ rồi hả? Nó lỗ quá lỗ rồi. Lấy tiền chi đi gì à? Bà con ơi, tới đây mua ủng hộ cho mấy em đi. Mấy đêm nay là ngủ ở ngoài cái võng này đúng không? Lạnh lẽo quá trời luôn, mũi, không? Mũi, mũi cắn tanh bành luôn không? Nó bé bé như chậu vậy. Ủa như biết. Ủa ông em thở ra mũi sao dịch gì đó. Theo từ từ nha. Bây giờ đi nè. Để mượn chậu ơi. Nè nè cho nó đẹp ha. Chậu ơi, chậu đi hả? Xin chở luôn. Chậu đi. À chậu đi. Mua đồng nữa. Trời ơi, cái hoa này đẹp dữ vậy em, cái này như chậu nè. Cái này như chậu. Chậu như chậu. Rồi chơi nè. 60 gì đó. Rồi 60.000 em vô lên đi, vô lên đi. Đây ơi, này. Đây diện thạ Nhật nha bà con. À. Đây diện thạ Nhật. Mình bây giờ là tổng số bãi là 60.000 chậu nha bà con. 60.000. Vâng. Bông này bé này sao không bạn? Dạ cũng ra đây anh à. Chưa giờ bán được không em? Vậy cũng ra đây, nhờ bà cô ủng hộ thương. À. Vậy. Rồi giới thiệu tiếp với cái chậu hoa khác đi em. Đây là mông. Là sau khi xem video này thì bà con sẽ tới đây ủng hộ. Vậy, đây là mông ghè nha bà con. Đó đó mông ghè đó bưng lên đi. Vậy, mông ghè lai. Ủa nó lai phép bà con, hay lai Mỹ? Bà con coi cái lai, lai lai này. Vậy. Lai là lai Mỹ hay lai phép? Vậy lai giống của thằng của thằng Nhật. Cũng này của thằng Nhật luôn. Rung tay, rung tay lâu lâu lên trường hình nó rung tay. Bà con có bác thông cảm, lần đầu tiên em nó lên YouTube cho nên nó rung. Vậy. Rồi còn hoa nào nữa mai em? Mai tôi nổi tiếng rồi á em. Vậy giới thiệu hoa nào nữa? Vậy. Giới thiệu hoa nào nữa? Vậy còn phần cái cảnh thì mình không biết nha bà con. Hả? Ủa mà chưa quên hỏi em là tên gì, độc thân hay là đã có gia đình rồi? Vậy hiện giờ mình cái gia đình rồi bà con à. Ồ vậy mà hai đứa con nó mình cày mấy ao luôn. Ô cái gì vậy? Quá trời hoa luôn. Xong rồi rỉa cô quăng lại đây. Cô hay ghê. Cái quầy hoa của em là bán những cái hoa nào nữa em? Giới thiệu cho chị coi luôn. Vậy em hả? À. Vậy em bán cúc mèo ghè với loại cây cảnh, mai. Nói chung em bán nhiều. Ở sao thấy cái quầy hoa của em nó để hết rồi mà, gần hết rồi mà. Dạ. Tính ra là quầy em là may mắn, đông khách nhất nè. Dạ, đẹp trai quá mà. Tính là bông ít tiền á nó bé. Dạ. Tàu ơi. Đó bên kia thấy không? Thấy bà con cô bác nữa ủng hộ thấy không? Dạ. Em chỉ cần đứng bán em cười mém chi là chị thấy chị thương là chị cũng mua nữa. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ. Thôi để béo bông cái chị. Mua bông với chị. Chị một chậu. Đó, hai chậu đó, đưa em bỏ vô cho. Rồi. Ủa cái chậu đó là bao nhiêu tiền em? Dạ, 25 ngàn một cặp chị. Cặp 25, một cặp 25. Trời ơi, sao giờ hoa nó rỉ dữ vậy? Dạ, năm nay hoa nó bị xuống giá. Làm chị 4 chậu ấy. Dạ, lấy em mua lại lấy. Cảm ơn hai chị nhiều nha. Ơ, hoa nhà chị quá trời luôn á, giờ không biết để ở đâu luôn nè. Chị mua chậu chị bả bên kia còn cặp cái gì. 25 ngàn 2 chậu. Dạ, quá rỉ luôn. Thôi. Chậu màu khác đúng không? Màu vàng đây được không? Màu vàng đây đi. Màu vàng đây đi. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người nha mọi người. Bye bye mọi người. Đi sâu vào khu vực bên này thì cũng có rất là nhiều hoa mai. Bà con cô bác đang mua hoa ở đây nè.
Em bán hoa hả? Dạ. Hoa mai này bao nhiêu một cây em? Tùy giá, cái giá đang chậu khoảng triệu mấy, 2 triệu. Mai đây không có cho quay. À hả? Cái cây mai phía trước này bao nhiêu em? Dạ, 2 triệu mốt. 2 triệu mốt. Thì mình quay cái nào mua cái đá bó đâu, quay thoải mái. Quay thoải mái cho bà con coi mua chứ, ảnh hưởng gì đâu. Bữa nay em quay em lại anh 200, bây giờ tiền quay lại cho anh 200 nha. Chiều nay bán được không em? Cũng ít được á. Ra ra, xung quanh bên này là quầy hoa của em hết hả em trai ơi? Em ơi, chiều nay mấy chuyến anh ơi, chiều nay mấy chuyến anh? Hai chuyến. Bây giờ đang chở hoa đi đâu nữa? Bây giờ chuẩn bị chở hoa vô trong cái lều quán cơm xoài. À, là mấy khách đây đang mua nè. Khách đây đang mua nè, vô quán quán. Em trai ơi, chiều nay mấy chuyến rồi em? Dạ đói căng chuyến à. Xế giờ căng chuyến hả? Xế giờ mấy chuyến? Xế giờ chuyến không? Mỗi chuyến như vậy thì tiền phí khoảng nhiêu tiền? Vậy từ xe hay gần à? À, ví dụ từ đây vô Tân Đức vô con về chị? 100 ngàn. 100 ngàn. À. Chúc em từ đây tới tối tới mai đắt khách nha. Dạ. Ừ. Điện ra là bóng hồi bóng cơm không này đi bóng ăn chậu thôi. Rồi. Biết đó thì đó còn nữa không? Cái này trả thì cảm chứ đồng các bé chục tiền. Lấy cái này xem. Cho mai này bao nhiêu tiền em? 101 triệu. 1 triệu 1. Là 1 triệu 10 ngàn đúng không? Dạ dạ. 1 triệu 100 nha. 1 triệu 100. Dạ. Để bà chị bên nha, nên chị hỏi đến bên nha. Rồi chúc xe an toàn trên đường lộ nè. Quê rỉ. Không bắn nữa không? Trời ơi. Bẻ theo dâm. Để chụp cái góc. Ok. Em ơi, cái này bao nhiêu một? Dạ, 70. 70 ngàn. Đẹp quá, so đây với năm trước là năm này hoa quá rỉ luôn á. Bê chị. Bê em. Dạ, về còn khá là rộng, nhưng mà tôi lê không có quay được nữa rồi. Máy tôi lê bắt đầu sắp hết pin. Có thể là ngày mai ngày mốt tiếp tục thì tôi lê sẽ quay tiếp cái cảnh quan buôn bán hoa tại đây cho cả nhà mình cùng xem nha. Cái hoa giấy này bao nhiêu tiền vậy? 10 triệu. À, nó có số 10 ở đây đúng không? Hoa giấy này ở Bến Tre à? Dạ, ở mình luôn. Ở mình luôn hả? Cảm ơn em nha. Cô ơi cô. Sao con đi ngang con thấy cô ngồi buồn? Cô có phải là người bán hoa ở đây không? Bán bông không được. Lỗ vốn là về đợt này phải đi trốn nợ. Chứ không có làm gì mà trả nợ được cái bông rồi thôi chứ đâu có bán được. Quầy hoa của cô là hoa nào đâu cô? Đếm hoa trong kia mấy đứa cháu coi tổng bé không có ai mua đây ngầu. Còn bên này có phải hoa của cô không? Bên này là cho mấy người kia. Ồ gì hả? Ở trong kia không có ai mua. Ra ngồi này ngồi buồn thiêu vậy hả? À, không có ai mua hết, toàn buồn thiêu phía trên đây rồi ngầu. Năm nay chắc hoa cái đổ, năm nay đổ nợ ta mà. Đi xe luôn á, không có đi ở đây nữa. Cô định đi đâu cô? Ý, Long Khánh đồ làm mướn chơi đâu. Giờ tiền đâu để nợ nhiều rồi chứ không nào luôn á. Long Khánh có chỗ chưa? Chưa. Chắc con đi theo với.
con nói đùa thôi, chúc cô bán đắt nha. Từ đây tới 2 ngày nữa là hy vọng mọi người có gian hàng hoa của cô là sẽ hết hàng, cháy hàng luôn nha. Trời ơi, chị đồng thôi, chị mình thôi một đông dòng dầm đồng ơi. Dạ, vậy đó là toàn cảnh quan của Hội Hoa Xuân tại huyện Vạn Ninh năm 2024. Cô chú anh chị và các bạn xem được video thì hãy đến Hội Hoa Xuân để ủng hộ các anh em ở đây buôn bán hoa rất là khổ. Ban đêm á, nằm ở ngồi xương á, bị muỗi đốt tơi bời luôn nhưng mà hoa vẫn ế là ế. Đây, những cây mai nó khá đẹp. Nhưng người mua tối nay nó hơi vắng nè, chứ còn 2 ngày nữa là Tết thôi. Vậy Tố Lê xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại cô chú ở video sau. Kính chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều niềm vui và may mắn. Năm cũ bước qua, năm mới sắp đến thì kính chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc.